Dạ, em tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Việt Nam Phương ạ, nay 22 tuổi, hiện tại giờ đang sống ở Sài Gòn ạ. Công việc của em là bán thời gian với Amway. Trước kia công việc của em là em làm tóc với làm nghề nail. Sau khi học xong lớp 12 á, thì từ từ để em rung nói. Dạ, em sinh ra là ở Sài Gòn nhưng mà do lúc đó khổ quá cho nên là ba mẹ em đã mang em về Bình Dương. Sau đó là tuy là cuộc sống nó hơi khó khăn nhưng mà ba mẹ em vẫn cho em ăn học xong xong cấp 3. Sau đó thì học học cấp 3 xong rồi thì em bắt đầu em đi học nghề. Em đi học nghề tóc và nail nhưng mà làm ở tầm 1 năm thôi, nhưng mà cảm thấy mình cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó mình không có ra được, cảm thấy cái bản thân em á nào giờ là cũng nhút nhát, không có ít giao tiếp với mọi người. Nhưng mà em trong tâm em á vẫn muốn là mình phải thay đổi tốt hơn nhưng mà do cuộc sống nó không có cho phép. Thì sau một năm học tóc và nail, em thấy mình không có thỏa mãn cái cuộc sống như vậy. Em mới xin mẹ là em học ở Sài Gòn. Thì lúc đó là tình cờ là vì em cũng làm spa với là trị liệu ở trong đây, thì lúc đó là em mới quyết định em xuống đây, và cũng cảm ơn người gì đó và chú của em đã mang em đến Amway ạ. Khi mà bước chân vào Amway là em thích cái con người ở đây và em thích cái môi trường, tại vì nó rất là thân thiện với lại rất là vui vẻ nữa. Cảm thấy là y như là mình về với gia đình của mình vậy á, cho nên em rất là thích. Nhưng mà lúc đó em chỉ nghĩ là em chỉ đi học nghề thôi, em không có kinh doanh hay là một cái gì hết. Nhưng mà sau đó ở trong cái môi trường này thì em cảm thấy là mình yêu nó quá rồi. Xong rồi sau đó sau tầm 1 tháng thì dì em mới phát động em đi vô hội thành công. Lúc đó em vô em chỉ làm tò mò thôi chứ thì mình không có hứng thú gì hết. Nhưng mà lúc đó là vô là nghe là Amway đa cấp, thì em thì sau khi cái hội nghị đó xong rồi, em về nhà em có nằm em có suy nghĩ một 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 một, một, một trẻ như em á, thì vì em với chú em á đưa em vào cái môi trường này để làm gì. Em nào giờ chưa có kinh doanh hay là buôn bán một cái gì hết cho nên rất là nhát, với lại mình không có giao tiếp giỏi thì đưa mình vô đây làm gì, thì đó nghĩ là lừa mình đó. Nhưng mà sau khi em đi đại hội thành công xong, em cảm thấy là mình hiểu ra trong Amway nó rất nhiều giá trị. Nó làm cho mình thay đổi tư duy nè, tiếp cận với nhiều người thành công hơn, với lại trong đây á giúp cho em tự tin hơn, phát triển bản thân mình hơn, và có thể là mình ăn nói tuy là chưa được tốt nhưng mà dần dần sẽ cải thiện được tốt hơn. Đó thì sau đó là bước đầu tiên. Còn khi mà đi đầu thành công á, em cảm thấy là giá trị đảm bảo là giá trị em cực kỳ thích nhất, tại vì nếu mà bây giờ em cho em ở môi trường ngoài cho thời gian là 10 năm hoặc là 5 6 năm đi nữa, thì trong khoảng thời gian đó thì mình không biết chắc mình sẽ xảy ra chuyện gì cả, mình bị gì là công việc của mình sẽ có người thế chỗ, và cái dòng tiền đó mình cũng không được hưởng, tại vì mình làm thì mình có tiền mà không làm thì sẽ không có tiền, và em là chị cả trong nhà nữa, cho nên là em phải nhờ em có một người em nữa.
Và khi mà mỗi lần mà có gọi điện thoại về thì em cứ hỏi là chị hai thành công chưa, thành công rồi thì dẫn em theo với, thì đó cũng là niềm động lực để cho em cố gắng nhiều hơn nữa. Dạ dạ thì ở trong ông quay á, ở trong ông quay nói cho em cái hiểu ra giá trị của ông quay, và ở trong môi trường này á, em biết được ước mơ của mình là gì, là cái mục tiêu của mình là gì. Tại vì lúc trước là em là con người không có ước mơ và cũng không có mục tiêu nữa, và cũng không ai nói cho em những cái đó cả. Nhưng mà sau khi mà nghe và tiếp xúc được với mọi người ở đây thì ban đầu em cũng tự hỏi em cũng tự hỏi là hả, là mục tiêu là gì vậy? Lúc đó em ngáo ngơ lắm mọi người ạ, à, không biết gì hết. Nhưng mà từ từ mình học dần mình mới biết được, và mình đặt ra mục tiêu của mình, mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu có thể dài, có thể ngắn, và có thể là thì năng lực của em còn yếu lắm, nên là em đặt mục tiêu của em rất, nói chung là nó nhỏ thôi. Thành công á thì đặt mục tiêu nhỏ trước, mình làm. Nhưng mà bọn trong quay á thì và khi mà mình đi nhiều đại hội thành công á, em có nghe rất là nhiều câu nói hay, nhưng mà cái mà em nhớ nhất đó là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, và em chắc chắn lựa chọn ăn quay là lựa chọn cuối cùng của em ạ. À. Dạ, xin mời cô em xin hết ạ.